Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay khu vực Đông Bắc trong đó có Hải Phòng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất là 17,6 độ, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay là 19 độ, trời rét. Đêm nay và ngày mai khu vực Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Đông Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mưa, có nơi hửng nắng. Thành phố Hải Phòng ngày mai nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Nhiệt độ ngày mai không thay đổi so với ngày hôm nay, dao động vào khoảng từ 18 đến 25 độ. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.